trong lập bài ân tứ thánh linh của Chúa. Chủ đề 12 này với tựa đề đó là ân tứ lời nói, các loại ân tứ lời nói. Trong ân tứ lời nói này chúng ta thấy có ân tứ nói tiên tri, ân tứ nói tiếng lạ và ân tứ thông dạy tiếng lạ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói trước về ân tứ nói tiên tri. Ân tứ nói tiên tri không phải là thầy bói, không phải là thầy bói, không phải dùng để chỉ đạo hay là sai khiến người khác, không phải dùng để giảng luận, không phải dùng để quở trách, cũng như không phải là một cái sự phê phán chỉ trích. Tôi xin nhắc lại, ân tứ nói tiên tri không phải là một cái công tác giống như thầy bói, bói khoa, không phải dùng để chỉ đạo hay là sai khiến người khác. Đôi khi có một ai đó mà chúng ta muốn họ làm theo ý của mình, rồi chúng ta cố gắng chúng ta tạo ra một cái lời tiên tri ảo để khiến cho người đó tin rằng là đó là lời của Chúa, rồi chúng ta dùng cái điều đó để chúng ta sai khiến, chúng ta ảnh hưởng mà muốn người đó làm theo ý của chúng ta. Điều đó thật sự không đúng và càng không nên trong đời sống của chúng ta là những người phục vụ Chúa. Có trường hợp đó là tôi đã gặp một thanh niên này. Thanh niên này nói rằng là: mục sư ơi, cái người mà em yêu đó bây giờ sắp sửa lấy người chồng khác, mà người mục sư kia kìa có ơn tiên tri đó, cô đó nói rằng là người nữ đó thật sự là vợ của em, bây giờ người nữ đó là lấy người nam khác. Mục sư làm ơn cứu em, xin hãy cứu khải tượng của em, xin hãy cứu cái lời tiên tri của em, ngăn chặn cái đám cưới đó lại. Và tôi nói với người thanh niên rằng là: không, em cần phải xem xét lại cái lời tiên tri đó. Bởi vì nếu thật sự là lời tiên tri đó là đúng từ nơi Chúa đó, nó sẽ ứng nghiệm. Chứ không phải là nhờ có người can thiệp vào thì nó mới ứng nghiệm. Và em cần phải xem xét lại cái người nói tiên tri rằng là người nữ đó là vợ em đó, có phải thật sự là nói tiên tri bởi Chúa hay không? Hay là người đó nói tiên tri điều đó là nhằm để sai khiến em hoặc là để điều khiển em gì đó. Và thế là tôi không có tiếp xúc với lại cái người thanh niên đó nữa. Nhưng mà tôi thấy rằng là cái người nữ đó lấy cái người nam kia lại sống hạnh phúc với nhau. Và họ được tác hợp ở trong một cái ý muốn của Chúa rất là trọn vẹn và tuyệt vời. Vậy thì rõ ràng rằng là có những lời tiên tri nó đến từ con người và nó gây ra những cái sự nhầm lẫn rất là đáng tiếc. Và chúng ta cần phải biết được rằng là ân tứ nói tiên tri nó được hoạt động và bảo đảm như thế nào ở trong lời của Chúa, để từ đó chúng ta có thể hoạt động một cách đúng đắn. Chúng ta gây dựng, khích lệ, khuyên bảo người khác. Chứ chúng ta không dùng ân tứ của Chúa để kiểm soát lẫn nhau. Chúng ta không dùng ân tứ của Chúa ban cho để gây tổn hại cho nhau hoặc là hiểu lầm lẫn nhau. Bởi vì bất cứ cái điều gì đến từ Chúa, điều đó nó sẽ đem đến cái sự hiệp một, đem đến một cái bầu không khí của sự hòa thuận, yêu thương, chữa lành, nâng đỡ, khích lệ. Và chúng ta thấy rằng là ân tứ nói tiên tri có ba mục đích chính. Mục đích thứ nhất đó là để soi dẫn, gây dựng lẫn nhau. Khi một người được ân nói tiên tri của Thánh Linh của Chúa, thì người đó sẽ có thể dùng những cái lời mà Chúa ban cho để đem đến sự gây dựng. Và chúng ta, khi chúng ta có được một cái lời tiên tri nào đó trong lòng của chúng ta phải suy nghĩ xem coi điều đó nếu đến từ Chúa thì nó sẽ đem đến sự gây dựng cho người khác. Không có một cái điều gì đến từ Chúa mà gây ra sự phá đổ trong vòng anh em cả, thưa quý bà chị em. Những cái gì mà xung đột, những cái gì mâu thuẫn, tranh cạnh, rồi ghen ghét, cay đắng đang xảy ra giữa các hội thánh với nhau trên thế giới ngày hôm nay đó, chúng ta nhìn thấy và chúng ta thấy đáng tiếc đó. Thật sự đó không phải là đến từ nơi lời tiên tri thật sự của Chúa đâu. Tôi cam đoan với quý vị như vậy, Chúa không phải là Chúa của sự phân rẽ, Chúa Ngài chính là Chúa của sự hiệp một và yêu thương. Nhưng bởi vì cớ con người chúng ta đã không biết phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tiên tri thật và đâu là tiên tri giả,
chúng ta nghe rồi chúng ta làm theo ý của chúng ta, rồi chúng ta lại không thể nào hoàn tất được cái mục đích của lời tiên tri mà Chúa ban chúng ta, đó là phải gây dựng. Chúng ta phải tìm cách làm thế nào đó để chúng ta nói tiên tri trong một tinh thần của sự gây dựng, chứ chúng ta đừng tìm cách để phá đổ. Gây dựng rất khó, thưa quý vị. Để xây một căn nhà, chúng ta có thể mất cả tháng để chúng ta đào móng, chúng ta xây lên. Nhưng mà để phá đổ một cái nhà, chúng ta chỉ mất một ngày thôi, đúng không ạ? Chỉ cần một ngày thôi là một cái nhà nó sẽ bị san phẳng hết. Cho nên gây dựng hội thánh của Chúa, đó là một công việc đòi hỏi rất là khó khăn, đòi hỏi rất là nhiều nỗ lực của nhiều người. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong ân tứ nói tiên tri mà Chúa ban chúng ta. Thứ hai, mục đích thứ hai của ơn nói tiên tri đó là để kêu gọi và khích lệ. Có những lúc hội thánh của Chúa được Chúa thăm viếng rất là mạnh mẽ. Có những cái lời tiên tri nó giống như là một cái lời mời gọi tất cả mọi người cùng nhau bước vào trong công trường phục vụ Chúa. Có những lời tiên tri kêu gọi những người nam, những người nữ đang tận hiến, đang dốc lòng muốn hầu vì Chúa, cùng dự phần với Chúa Thánh Linh ở trong công tác truyền giáo. Và có những lời tiên tri đem đến sự khích lệ, nâng đỡ. Và khi chúng ta nghe những lời như vậy, chúng ta cảm thấy rằng là ô, thực sự đó là Chúa. Cho dù mình nhỏ bé, mình tầm thường, mình không phải là những người nổi bật, nhưng mà trong lời kêu gọi của Chúa có một cái sự khích lệ mà khiến chúng ta thật sự là chúng ta rơi lệ trong sự biết ơn Chúa. Cái lần đầu tiên khi mà Chúa kêu gọi tôi đi hầu về Chúa, đó là năm tôi 16 tuổi, ở trong một nhà thờ truyền thống ở tại 155 Trần Hưng Đạo. Sau khi tôi học xong khóa Thánh Kinh Tiểu Học Đường thì các mục sư đã kêu gọi những ai muốn dâng mình hầu về Chúa thì hãy bước lên và dâng cuộc đời của mình để hầu về Chúa. Cảm ơn Chúa, khi mà tôi nghe cái tiếng kêu gọi đó, lòng của tôi nó cảm thấy giống như thể là mình đang trở về nhà cha vậy. Tôi vừa ngại mà tôi cũng vừa muốn bước lên. Thì có một người anh của tôi bây giờ đã là mục sư rồi. Người anh em đó bước lên từ hàng ghế sau và thấy tôi vẫn cứ giống như là vừa muốn đứng lên mà vừa muốn muốn ngồi xuống. Và đi ngang qua tôi nói rằng: Tuấn ơi, đi lên cùng với anh. Và khi tôi đi cùng với người anh em đó, nước mắt tôi đã chảy ra và tôi vừa đi vừa khóc. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đã kêu gọi mình ở trong một môi trường như vậy. Và khi tôi quỳ gối xuống ngay trước bục giảng cùng với vô số sinh viên trường Người Thánh thời bấy giờ, thì tất cả chúng tôi đều tan vỡ trước sự kêu gọi của Chúa. Và từ đó trở đi, tôi cảm nhận được có một cái sự thôi thúc đặc biệt trong lòng của mình. Và tôi biết rằng Chúa đã chọn tôi để phục vụ Chúa. Tôi không bao giờ tôi quên cái ngày hôm đó. Và tôi biết rằng ơn tiên tri vẫn còn hiện hữu ở trong thời điểm này. Bởi vì tôi đã được xuất thân từ trong nhà thờ truyền thống CMA. Và tôi biết rằng là cái đêm hôm đó, các mục sư nhà thờ truyền thống tuy rằng họ không không phải là vận hành trong ân tứ Thánh Linh thường xuyên, nhưng mà trong cái đêm hôm đó đó, Chúa Thánh Linh Ngài đã ban cho cái người mục sư kêu gọi đó có một cái ơn nói tiên tri để cho bản thân tôi được biết được cuộc đời của tôi, cái thiên mệnh của tôi sẽ như thế nào. Cảm ơn Chúa. Hôm nay tôi giảng cho quý vị lời của Chúa ở đây, đó là cũng bởi vì tôi đã nhận được lời tiên tri từ nơi chính mình Chúa. Điều đó nó khích lệ tôi, nó gây dựng tôi, nó an ủi tôi trong những lúc mà tôi ngã lòng, trong những lúc mà tôi tưởng chừng như mình không thể nào vượt qua được. Bởi lời tiên tri đó, mà cuộc đời của tôi ngày hôm nay có được ở trong ơn phước của Chúa. Cảm ơn Chúa. Mỗi người chúng ta cần có những lời tiên tri thật sự đúng lúc, thật sự đúng thời điểm để cho chúng ta có thể vượt qua được những cái cơn bão đời, những cái lúc mà chúng ta bị chao đảo, bị chông chênh ở trên cái con thuyền đầy sóng gió. Và cái lời tiên tri đó giống như là một cái ánh sáng từ 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 cái ngọn hải đăng vậy đó quý vị, để quý vị có thể thấy được cái bến bờ, để mình có thể từ đó mình có thể đi vào trong cái nơi mà Chúa ngài muốn. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta rất cần có những lời tiên tri thật đến từ Chúa trong thời điểm này. Bởi vì nhiều con cái Chúa ngày hôm nay họ cũng đang bối rối, đang băn khoăn với đủ mọi loại nhu cầu khác nhau. Và chúng ta cần có những lời tiên tri phù hợp cho từng người một. Và để cho nhiều người chung quanh biết rằng là
Chúa có thật sự đấy trị, Chúa có thật sự nhìn thấy được mọi nan đề của chúng ta, Chúa có nhìn thấy đời sống của chúng ta, và Chúa biết trước được tương lai của chúng ta như thế nào. Và bởi lời tiên tri mà một đời sống có thể, tuy rằng lúc ban đầu họ rất là nhỏ mọn, nhưng mà họ càng đi với Chúa thì họ càng được biến đổi nhiều hơn. Họ càng đi với Chúa, họ càng được nhạy bén hơn, họ càng được sâu sắc hơn. Chúng ta thấy rằng là Phi-e-rơ lúc ban đầu khi theo Chúa đó, Chúa gọi ông đó, thì thấy rằng là ông là một người dốt nát không học, đúng không? Ông chỉ là một cái người suốt ngày chỉ biết đánh bắt cá thôi. Ông không có biết cái gì về khoa học, thiên văn, địa lý hay là tinh thông gì về văn hóa đời này cả. Ông chỉ là một người nhà quê rặt. Cảm ơn Chúa, sau một quãng đường ông đi theo Chúa hơn 3 năm rưỡi và phục vụ Chúa trong các hội thánh đầu tiên, thì cái thánh nói rằng là Phi-e-rơ là một người sâu sắc vô cùng. Bằng chứng đó là ông đã viết ra sách Phi-e-rơ nhất và Phi-e-rơ nhì. Và chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng là đây không phải là những lời lẽ của một người dốt nát không học, đúng không ạ? Chúng ta đọc sách Phi-e-rơ nhất và Phi-e-rơ nhì, chúng ta thấy rằng là những cái lời mà Phi-e-rơ viết ra đó, trong sự sâu giận của Đức Linh đó, đó thực sự đến từ một cái sự hiểu biết sâu nhiệm và uyên thâm về Chúa. Và ông là một người rất là chững chạc, rất là chín chắn, rất là trưởng thành. Vì sao mà ông lại có điều đó? À, bởi vì cớ ông đã có một cái trải nghiệm. Ông đã có nhiều trải nghiệm với Chúa. Ông đã trung tín với Chúa, ông đi theo Chúa từ lúc ban đầu và cho đến cuối cùng, thì người ta không còn nhận ra một Phi-e-rơ nhà quê, không còn nhận ra một Phi-e-rơ bốc đồng và nông nổi nữa. Bây giờ Phi-e-rơ đã thay đổi rồi. Thưa quý bà chị em, có thể lúc ban đầu chúng ta là một người rất là bình thường. Người khác có thể chê bai chúng ta, mình nói năng không phải là một người giỏi. Chúng ta không phải là một người có tài ăn nói. Nhưng mà nếu quý vị nghe tiếng Chúa và chúng ta sẵn sàng bước đi trong ơn tiên tri mà Chúa đã định sẵn cho đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ thấy được mỗi ngày chúng ta sẽ kiện toàn nhiều hơn. Chúng ta sẽ thấy được mình giống Chúa càng hơn. Chúng ta sẽ thấy được đời sống của mình nó được thay đổi nhiều hơn. Có những cái yếu đuối, có những cái khuyết điểm ở trong đời sống của chúng ta, Chúa sẽ dùng ơn của Ngài để kiện toàn chỗ đó. Tác dụng của ơn điện của Chúa đó là khiến cho chúng ta được mạnh mẽ trong những cái chỗ mà chúng ta còn khiếm khuyết. Xin Chúa ban ơn cho quý vị, để cái chỗ mà chúng ta còn đang bị khiếm khuyết đó, Chúa Ngài sẽ lấp vào, Chúa sẽ lấp vào, Chúa sẽ khiến cho chúng ta được trở nên trọn vẹn, hoàn hảo hơn. Chúng ta xem một chỗ ở trong sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn thứ 4, câu thứ 14 cho đến câu thứ 15. Ti-mô-thê nhất đoạn thứ 4, câu 14 cho đến câu 15. Xin mời một người đọc ạ. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Amen. Dạ, cảm ơn Vũ. Lời của Chúa nói rằng là đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con. Là ơn bởi đâu ạ? Là ơn bởi lời tiên tri. Chúng ta thấy không ạ? Bởi lời tiên tri mà chúng ta có ơn, thưa quý bà chị em. Đừng bao giờ bỏ quên cái ơn đó. Nếu mà người mục sư hội thánh của chúng ta đã nói rằng là chúng ta có ơn chữa lành, thì hãy giữ cái ơn đó, hãy giữ cái lời tiên tri đó. Bởi vì trong lời tiên tri nó có một cái ơn, thưa quý mài chị em. Và khi chúng ta cứ trung tín, chúng ta giữ lấy cái điều đó cho riêng mình, trong lòng của chúng ta đó, và chúng ta chăm sóc, chúng ta chuyên tâm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì thiên hạ sẽ nhìn thấy cái sự tấn tới của chúng ta. Hãy phát triển những cái ơn mà Chúa ban cho quý vị. Đừng cố gắng để phát triển những gì mà chúng ta không có. Chúng ta đừng có nhìn vào trong đời sống của cái người phục vụ Chúa bên cạnh chúng ta đó, chúng ta thấy họ có cái ơn là phép lạ hay quá, chúng ta cứ Chúa ơi, xin Chúa Ngài cho con cái ơn là phép lạ đó. Không, đừng bao giờ chúng ta so sánh mình với người khác. Hãy trở nên là chính mình, thưa quý vị. Và cái sự ban cho của Chúa sẽ khiến cho chúng ta được trở nên là chính chúng ta. Chúng ta không phải là bản sao của người khác. Chúng ta không phải là cái người copy cái ý tưởng hoặc là cái công việc của người khác. Nhưng mà hãy săn sóc chuyên lo những cái điều mà lời tiên tri của Chúa đã nói về mình, để cho chúng ta thật sự có thể làm tròn vẹn công việc mà Chúa đã giao phó chúng ta làm. Amen không ạ? Và khi chúng ta cứ phát triển thì chúng ta sẽ thấy được càng ngày chúng ta sẽ càng đi tới.
Chứ còn không á, chúng ta không có một cái lời tiên tri hoặc là có một cái hướng đi cho chúng ta, thì chúng ta sẽ dễ bị dao động lắm. Hôm nay chúng ta bắt chước cái người này, hôm sau chúng ta bắt chước cái người nọ, rồi hôm sau nữa chúng ta lại bắt chước cái người khác. Rồi chúng ta bị thu hút bởi rất là nhiều cái chức vụ khác nhau, rồi chúng ta không biết được là bây giờ chúng ta sẽ phải lựa chọn cái phương hướng nào hết. Rồi chúng ta bị lạc lối, chúng ta bị quá tải ở trong cái điều đó. Thật sự thưa quý mài cho em, mỗi người chúng ta cần phải đến với Chúa để xin Chúa ngài ban cho mình có cái sự tiên tri trước cho đời sống và chức vụ của chúng ta. Rồi khi mà Chúa ngài dùng một cái hội trưởng lão hoặc là những tôi trai tớ gái của Chúa đặt tay cho chúng ta cầu nguyện chúng ta, thì Chúa ngài sẽ dùng họ để xác chứng lại, để xác nhận lại cái lời tiên tri mà chúng ta đã nhận trực tiếp từ nơi Chúa là thật. Hãy nhớ như quý vị nha, không ai có quyền để mà nói tiên tri rằng là anh chị em là thế này thế kia được, trừ khi anh chị em đã nhận được điều đó trước hết. Những người có ơn tiên tri ngày hôm nay, họ chỉ là những tôi tớ của Chúa để xác nhận lại lời tiên tri mà quý vị đã nghe trực tiếp từ nơi Chúa trước đây, qua việc chúng ta đọc Kinh Thánh, qua việc chúng ta tìm kiếm Chúa. Như tôi chia sẻ với quý vị cái kinh nghiệm hồi nãy, đó là khi mà tôi được Chúa kêu gọi ở trong nhà thờ, thì đó là lúc mà Chúa ngài phán trực tiếp với tôi, và Chúa nói với tôi rằng là con sau này sẽ trở thành mục sư. Cái mục sư cầm micro nói ở trên, kêu gọi ở trên đó, thì ổng không có nói cái điều đó, nhưng mà Chúa ngài nói với tâm linh của tôi cảm nhận giống như là mình nghe được bằng chính lỗ tai của mình vậy đó. Và sau cái trải nghiệm đó, nhiều năm sau thì Chúa ngài cũng đem tôi vào trong trường Kinh Thánh, và tại đó Chúa lại dùng những tôi tớ Chúa khác để xác chứng lại những điều tôi đã nghe trong cái đêm mà Chúa kêu gọi tôi đó. Và những cái gì mà những mục sư họ xác chứng thì đều là thật, chính xác 100% hết. Và tôi được tan vỡ là bởi vì cớ cái điều mà tôi nghe từ lúc ban đầu á được xác nhận lại. Cho dù tôi chưa chia sẻ được đó với ai cả, thì tôi biết rằng là thật sự ơn tiên tri là thật. Và những gì mà tôi nghe thật sự nó cũng là thật đến từ nơi Chúa. Dù người ta nói tiên tri rất là nhiều về tôi, nhưng mà những cái lời tiên tri đó đều bổ sung và cũng như là để phù hợp lại với cái điều mà tôi đã từng nghe trước đây lúc ban đầu. Vậy thì chúng ta thấy rằng là trong ơn tiên tri này, nó thật sự là một cái điều rất là tuyệt vời, một cái lĩnh vực rất là mầu nhiệm mà chúng ta mỗi người ai nấy cũng đều khao khát ít nhất một lần trong đời chúng ta nghe được từ chính Chúa nói về chúng ta là ai, chúng ta sẽ như thế nào trong vương quốc của Chúa, chúng ta sẽ được Chúa ngài dùng như thế nào. Đó là một cái điều mà tôi muốn gieo vào trong lòng quý vị buổi chiều hôm nay, rằng là quý vị hãy khao khát và cầu nguyện tìm kiếm Chúa bắt đầu từ hôm nay, để mỗi cá nhân của chúng ta có được một cái sự nối kết trực tiếp với Chúa. Ngài chính là thần của các đấng tiên tri. Hãy nhớ rằng Đức Thánh Linh ngài chính là thần của các tiên tri. Các tiên tri trong thời Cựu Ước, thời xưa cũng đã nhờ Thánh Linh của Chúa mà nói tiên tri, đúng không ạ? Rồi cho đến thời Tân Ước thì Thánh Linh của Chúa cũng ở trên các sứ đồ và cũng như là trên các môn đồ để họ cũng có thể hoạt động trong tứ tiên tri. Ngày hôm nay Thánh Linh đó cũng đang sống ở trong lòng của tôi và chúng ta. Ngài có thể phán với chúng ta bất cứ lúc nào. Ngài có thể đem lời của ngài để mặc khải chúng ta bất cứ ở đâu. Nghĩ rằng là khi chúng ta khao khát, chúng ta nói với Chúa: Chúa ơi, tôi tớ của Chúa đang lắng nghe, xin hãy phán với con. Cách để chúng ta nghe được tiếng của Chúa đó chính là chúng ta hãy nói giống như là Samuel. Khi mà Samuel còn nhỏ, ông nằm ở trong đền thờ, ông nghe Chúa kêu gọi tên của ông: hỡi Samuel, Samuel, 3 lần. Và 3 lần đó Samuel đều chạy đến với thầy tế lễ Heli, nói rằng là: thầy ơi, thầy gọi con sao? Thì Heli 3 lần đều nói rằng là: không, ta không gọi con. Nhưng mà đến lần thứ 3 đó thì ông nói rằng là: nếu mà lần sau mà con nghe tiếng gọi như vậy đó, con hãy nói như thế này, đó là: hỡi Chúa Giê-hô-va, có con đây, con là tôi tớ của Chúa, xin hãy phán với con. Và thế là Chúa ngày đến lần thứ 4 và Chúa gọi: hỡi Samuel, Samuel. Và cậu bé Samuel này đã trỗi dậy.
và nói rằng là hỡi Chúa xin hãy phán, tôi tới Chúa xin lắng nghe. Và thế là Chúa ngài phán, Chúa ngài dạy bảo cho Samuel về những điều xảy đến. Cảm ơn Chúa. Đó là cách mà chúng ta được Kinh Thánh dạy dỗ cho chúng ta. Làm thế nào để cho tôi và chúng ta có thể nghe được tiếng của Chúa. Đó là cách mà tiên tri Samuel lúc ban đầu, ông chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Ông chưa biết cách để lắng nghe tiếng Chúa như thế nào. Thì Kinh Thánh đã ghi lại cái cách rất là đơn sơ, rất là chân thật như vậy. Để cho chúng ta cũng biết cách để chúng ta hầu chuyện với Chúa. Quý vị có thích được hầu chuyện với vua của vua, Chúa của Chúa không? Quý vị có thích được gặp Chúa Giêsu không? Được nói chuyện với Ngài không? Nếu tôi mà được gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, tôi nói chuyện với ông thì có lẽ đó là một cái kinh nghiệm để đời, đúng không ạ? Đó là một cái đặc ân, một cái vinh hạnh mà không thể nào có thể so sánh được. Nhưng bây giờ tôi đã có thể nói chuyện được với một đấng quyền năng, một đấng vĩ đại, một đấng cao cả hơn cả Donald Trump. Đó chính là Chúa Giêsu. Đó là một cái đặc ân mà chúng ta, mỗi người thuộc về Chúa ngày hôm nay chúng ta có được ở trong Chúa. Đó là được nói chuyện với Chúa, được diễn kiến với Chúa, được thờ phượng Chúa, được ra mắt Chúa. Đó là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời dành cho tôi và chúng ta. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài cho chúng ta có thể hấp thu được những điều này. Để mỗi ngày chúng ta sẽ được dầm thấm ở trong sự hiện diện của Chúa và được nghe, được thấy và được rời chạm đến chính thân vị của Ngài trong lúc mà chúng ta thờ phượng Chúa. Hãy nhớ quý vị ơi, hãy ưu tiên Chúa Thánh Linh, Ngài chính là Đức Chúa Trời, là nguồn của mọi ân tứ. Chúng ta đừng để cho những ân tứ, tức là những món quà thiêng liêng của Chúa, lôi kéo chúng ta ra khỏi chính Ngài. Chúng ta đừng để cho những món quà của Chúa ban chúng ta, tức là những ân tứ ở đây mà chúng ta đang học đó, nó làm chúng ta quá mải mê với chính nó và khiến chúng ta quên mất đi sự tương giao thông công ngọt ngào với Chúa. Tôi có những đứa con, khi mà tôi đi đâu đó tôi mua quà cho chúng nó về, tôi mua quà cho chúng nó. Chúng nó chơi, nhiều khi nó chơi nguyên cả buổi luôn, nó quên mất việc nói chuyện với tôi luôn. Nó thích thú với những cái món quà mà tôi tặng cho nó. Và khi tôi nhìn thấy chúng nó chơi những cái món quà như vậy, tôi cảm thấy rất là vui. Nhưng mà đồng thời, lòng của tôi cũng suy gẫm về Chúa của chúng ta. Có những lúc chúng ta cũng quá mải mê với những tặng phẩm mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta quá mải mê với những cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta, để rồi chúng ta quên mất đi cái sự thông công tuyệt vời mà chúng ta cần phải có với Chúa. Chúa ngài mong đợi chúng ta đến với Ngài. Thưa quý bà chị em, đừng bao giờ quên mất Ngài trong đời sống và chức vụ của chúng ta. Bởi vì chỉ có Ngài là nguồn của mọi sức giàu, mọi sự ban ơn, mọi sự phước hạnh của chúng ta mà thôi. Amen. Và bây giờ chúng ta sẽ nói qua ân tứ nói tiếng lạ. Ân tứ tiếng lạ và ân tứ thông giải tiếng lạ là hai ân tứ duy nhất không có trong thời kỳ cựu ước. Đây là hai ân tứ không có chép ở trong cựu ước. Nói tiếng lạ đó là một cái tiếng nói siêu nhiên từ Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ngày ban chúng ta có một cái ngôn ngữ để cho chúng ta có thể nói. Và ngôn ngữ đó chắc chắn là ngôn ngữ thiên đàng, ngôn ngữ thuộc về Đức Chúa Trời. Có thể con người không hiểu, nhưng mà thiên sứ và Đức Chúa Trời hiểu. Chúng ta xem ở trong sách Côrintô nhất, đoạn thứ 14, câu thứ 2. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Kinh Thánh khẳng định với chúng ta rõ ràng rằng là người nào nói tiếng lạ hay là câu người tiếng lạ thì người đó không phải nói với con người, không ai hiểu hết. Nhưng mà lúc đó tâm hồn của người đó, cái tâm linh của người đó được nói những lời mầu nhiệm trực tiếp với Đức Chúa Trời và được thông công với Ngài. Tại sao mà Chúa lại mã hóa cái ngôn ngữ của chúng ta như vậy, khiến cho không ai hiểu hết, thậm chí chúng ta cũng không hiểu luôn? Tôi nghĩ rằng là Chúa có một mục đích dành cho cái công việc này. Khi mà chúng ta cầu nguyện trong tiếng Việt, trong tiếng mẹ đẻ của chúng ta, ma quỷ nó nghe, nó hiểu, nó biết được chúng ta cầu nguyện điều gì, đúng không? Nó sẽ tìm cách, nó ngăn trở cái công việc đó. Giả sử chúng ta cầu nguyện cho tài chánh, Chúa ơi xin Chúa tiếp trợ cho tài chánh của con, xin Chúa ngài cho con có công việc mới. Thế là ma quỷ nó nghe được cái lời cầu nguyện đó và nó sẽ tìm cách để nó ngăn chặn những cái cửa ngõ phước hạnh mà Chúa mở ra cho công việc của chúng ta, cho tài chánh của chúng ta.
thì nó sẽ có những sự ngăn trở trong cái lĩnh vực mà chúng ta đang cầu nguyện. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới của Thánh Linh của Chúa, trong tiếng lạ đó quý vị, thì ma quỷ nó không không hiểu được là chúng ta đang cầu nguyện điều gì. Bởi vì Chúa Thánh Linh Ngài sẽ dùng những cái thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay chúng ta. Và khi chúng ta cầu nguyện như vậy thì Chúa Ngài sẽ hiểu được, Ngài hiểu được, bởi vì đó là cái ngôn ngữ của Thánh Linh ở trong tâm linh của chúng ta, Ngài nói qua mồm miệng của chúng ta. Và khi chúng ta cầu nguyện, có thể là khi chúng ta đang cầu nguyện trong tâm thần chúng ta như vậy, chúng ta không biết mà đang cầu nguyện được gì, nhưng mà Chúa Ngài thấy được chúng ta có nan đề về tài chánh, ngay lập tức Chúa sẽ hiểu và Chúa sẽ ban chúng ta cái sự trả lời trong tài chánh của chúng ta. Và khi chúng ta cầu nguyện như vậy trong tiếng lạ, có thể có những nan đề về gia đình, nan đề về công việc, nan đề về con cái, về sức khỏe, về hôn nhân, về các mối quan hệ khác, về sự phục vụ Chúa của chúng ta chẳng hạn, hoặc là chúng ta đang cầu nguyện cho, cầu thay cho một ai đó, thì ma quỷ nó không bao giờ nó biết được là cái điều mà chúng ta đang cầu nguyện là gì. Và thế là Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta rất là tuyệt vời và không bị gặp bất cứ một cái sự ngăn trở nào. Do đó ma quỷ nó rất là ghét tiếng lạ, thưa quý bà chị em. Ma quỷ nó luôn luôn tìm cách để ngăn trở con cái Chúa, không cho họ họ có được một cái sự áp dụng lời của, áp dụng nói tiếng lạ ở trong đời sống cá nhân và cũng như trong hội thánh của Chúa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu mọi người mà biết cách sử dụng tiếng lạ một cách đúng đắn đó, theo lời của Chúa đó, thì họ có một cái vũ khí hay là có một cái kênh dẫn đặc biệt, một cái kênh dẫn được mã hóa bởi Đức Chúa Trời. Và ma quỷ không bao giờ nó có thể hiểu được cái sự thông công của chúng ta với Chúa ở trong cái điều gì. Và thế là điều đó nó sẽ gây tổn hại cho Satan rất là nhiều. Và nó cố gắng tìm cách để nó hiểu, nó biết được cái điều mà chúng ta đang cần, đang cầu xin Chúa là gì. Nhưng mà nó không thể được, bởi vì chúng ta đang cầu nguyện cho tiếng lạ. Cho nên chúng ta nghe ở trên Internet có rất là nhiều bài viết chống đối, đả phá, rồi chỉ trích nói tiếng lạ là không đúng, rồi đó là những điều đến từ ma quỷ. Xin thưa rằng là chúng ta là những người nói tiếng lạ, nhưng mà nói theo Kinh Thánh hướng dẫn. Và Kinh Thánh có nói về nói tiếng lạ đúng không ạ? Và bất cứ điều gì mà Kinh Thánh có chép, có dạy cho chúng ta có thể áp dụng, chúng ta có thể thực hành. Chúng ta không phải lo lắng rằng là điều đó có đúng hay không. Bởi vì đã có Kinh Thánh yểm trợ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Điều này chúng ta thực hành là bởi vì chúng ta tin. Chúng ta tin, chúng ta áp dụng. Còn ai không tin thì thôi, thì họ sẽ mất đi cái phước hạnh ở trong cái việc mà chúng ta áp dụng ơn tứ của Chúa. Chúng ta cũng không có ghét bỏ họ, chúng ta cũng cầu nguyện tha thứ, chúc phước cho họ, để đến một ngày nào đó họ sẽ được Chúa Ngài thăm viếng họ, để cho họ sẽ thấy rằng là những cái điều mà họ đã từng hiểu lầm trước đây đó, thì bây giờ họ sẽ cần và họ sẽ được Chúa Ngài đông đầy họ. Xin Chúa thương xót cho hết thảy những người như vậy, để cho chúng ta hết thảy đều sẽ được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ Ngài trở lại. Chúng ta thấy được nói tiếng lạ đó là một sự ban cho thiêng liêng và là thông tin thuộc linh rất khác biệt so với ngôn ngữ loài người. Và đây là ngôn ngữ của Thánh Linh, ngôn ngữ của thiên đàng. Không ai có thể bắt chước, không ai có thể tạo ra được cái ngôn ngữ đó. Nhưng mà chúng ta đồng công cùng với Chúa trong cái ân tứ này, tức là chúng ta phải nói và Chúa sẽ ban chúng ta lời để chúng ta nói. Đúng không ạ? Ngôn ngữ đó là một cái chuỗi phát âm, một cái chuỗi âm thanh, nó có giai điệu và cũng như là có âm điệu nữa. Tiếng lạ không phải là như thế này. Quý vị có bao giờ nghe cái thứ lạ như vậy chưa? Tức là không phát ra âm thanh, chỉ là nghe giống y như là một cái tiếng của cái con động vật nào, chứ không phải là cái ngôn ngữ. Trong tiếng Anh nó dùng cái từ là speaking in tongue, tức là nói một cái ngôn ngữ của lưỡi, chứ không phải là nói qua cái giọng gió của chúng ta. Dĩ nhiên là khi chúng ta cầu nguyện thầm, chúng ta vẫn có thể phát ra những âm thanh gió như vậy. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện trong tiếng lạ, thì đó là lúc mà chúng ta đang sử dụng một ngôn ngữ. Một ngôn ngữ đó là nó là một chuỗi, một cái vần điệu.
Chẳng hạn như khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ, chúng ta cầu nguyện Satanami Sikarama Kesi, Ikarasanama Kesin Kramatari, Sendanama Karasanami, Hesin Kramatarama Sikramatari, Sikarama Sikrami, Ikarabara Sandanama Kesin Kramatari. À, đó là một cái ngôn ngữ đúng không ạ? Và tôi tin rằng là khi mà tôi cầu nguyện trong Thánh Linh của Chúa như vậy, thì cũng có thể lắm Chúa sẽ cho tôi có thể nói một cái ngôn ngữ của một dân tộc nào đó, một cái bản xứ nào đó ở thế giới này mà tôi có thể trước đây tôi chưa hề biết. Bởi vì Phaolô nói là trong các thứ tiếng có đều có nghĩa hết. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện như vậy, chúng ta không biết rằng là chúng ta đang nói một cái tiếng của thổ dân ở bên châu Phi chẳng hạn, hoặc là một cái thổ dân nào đó ở trong rừng Amazon chẳng hạn. Dạ, có thể lắm chứ. Có lần kia khi tôi đang cầu nguyện tiếng mới ở trong một cái buổi nhóm kiêng ăn ở trong hội thánh, thì có một ông mục sư nọ, ông cũng lớn tuổi rồi, ông cũng là người hầu về Chúa cùng với tôi lúc bấy giờ, thì ông ngồi bên cạnh tôi đó, ông cầu nguyện lớn tiếng lắm, ông cầu nguyện tiếng lạ và tôi cũng cầu nguyện tiếng lạ cùng với những người khác. Nhưng mà thình lình tôi nghe ông nói những cái từ như là people go to hell, save people from hell. À, ông cứ cầu nguyện như vậy đó. Ông không phải là một người biết tiếng Anh, nhưng mà tôi là người biết tiếng Anh. Tôi ngồi kế bên cạnh ông và tôi nói, wow, cái ông này bây giờ ông chuyển qua nói tiếng Anh luôn. À, cái ngôn ngữ mà ông nói ra đó có nghĩa là hãy cứu mọi người ra khỏi địa ngục, hãy cứu mọi người ra khỏi địa ngục và hãy ra đi và giảng tin lành cho người khác. Wow. Tôi nghe tôi rợn cả người lên, bởi vì đó thật sự là một cái sự vận hành của Chúa, một cái siêu nhiên. Một mục sư lớn tuổi, ông không phải là một người biết tiếng Anh gì hết, nhưng mà Chúa đã ban cho ông có thể nói tiếng Anh được trong lúc ông cầu nguyện bằng tiếng lạ. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ mà chúng ta không biết rằng là mình đang nói tiếng ngoại quốc nữa quý vị. Nhưng mà chúng ta làm điều đó trong đức tin, đúng không ạ? Hiểu hay không, đó không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta làm theo lời Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rằng là bởi chẳng có ai hiểu hết, chẳng có ai hiểu hết. Đó là lúc mà chúng ta đang tương giao trong tâm thần của chúng ta, nói lời mầu nhiệm với Chúa. Và nếu mà Chúa muốn, Chúa sẽ cho chúng ta có lời thông giải. Còn không thì chúng ta cứ tiếp tục tương giao với Chúa. Đừng đặt nặng cái vấn đề là phải có thông giải thì tôi mới nói. Nhiều khi Chúa ngài muốn cho chúng ta thực sự tôn cao Chúa, thờ phượng Chúa, tán dương Chúa trong cái ngôn ngữ tiếng lạ đó mà không cần chúng ta phải hiểu nữa, thì chúng ta cứ làm trong đức tin thôi. Đó là hãy tôn cao Chúa, bởi vì lời của Chúa có chép và tôi có thể làm được một cách yên tâm, bởi vì có sự yểm trợ của Kinh Thánh. Rồi ngôn ngữ cầu nguyện và ứng tư tiếng lạ có một cái đặc điểm như thế này, đó là tiếng lạ cộng với thông giải tiếng lạ nó trở thành một lời tiên tri. Trong cái ví dụ mà nãy tôi nói, cái ông mục sư bạn của tôi đó, mà ông cầu nguyện rằng là save people from hell đó, tức là cứu người khác ra khỏi địa ngục, thì cái lời mà ông nói ra như vậy nó trở thành một cái sự một cái sứ điệp, đúng không ạ? Một cái lời tiên tri rằng là chúng ta phải ra đi, chúng ta truyền giáo, chúng ta phải cứu người, đem người hư mất trở về với Chúa. À, nếu mà chúng ta có lời thông giải ngay lúc đó thì chúng ta thấy rằng là đó là một cái sứ điệp mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Đó cũng là một cái lời tiên tri để xác nhận cái hướng đi mà chúng ta cần phải đi phục vụ Chúa như thế nào. Rồi tiếng lạ cũng có thể là ngôn ngữ cầu nguyện. Như tôi có nói từ lúc ban đầu, chúng ta có hai loại tiếng lạ. Một cái tiếng lạ đó là chức vụ nói tiếng ngoại quốc, tức là chúng ta nói một cái ngôn ngữ của một quốc gia nào đó, của một sắc tộc nào đó, của một thứ dân nào đó. Và điều đó chúng ta bắt buộc phải có sự thông giải. Tiếng lạ loại thứ hai đó là cầu nguyện hay là ngôn ngữ cầu nguyện tiếng lạ. Thì cái Thánh nói rằng là không có ai hiểu hết. Và cái sự thông giải ở đây thì nó không bắt buộc phải có. Có cũng được, còn không có thì không sao, tại vì chúng ta đang cầu nguyện với Chúa mà. Nhưng mà nếu mà chúng ta khao khát, chúng ta muốn hiểu được cái điều mà chúng ta đang cầu nguyện với Chúa là gì đó, thì chúng ta có thể cầu xin với Chúa: Chúa ơi, con muốn hiểu được cái ngôn ngữ tiếng lạ mà con đang cầu nguyện với Chúa đó,
là nó ý nghĩa là gì? Chắc chắn Chúa sẽ tỏ chúng ta biết được chúng ta đang cầu nguyện trong tiếng lạ về điều gì. Qua ngôn ngữ cầu nguyện, chúng ta có thể liên lạc với Đức Chúa Trời và gây dựng chính mình. Tiếng lạ cũng có cái khả năng để gây dựng và truyền thêm sức mạnh chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy mình cần được thêm sức, cần được nâng đỡ, cần được tài bồi trở lại trong ơn phước của Chúa, chúng ta quỳ gối, chúng ta cầu nguyện tiếng lạ, thì ngay lập tức thiên đàng sẽ đến trên đời sống của chúng ta và sẽ tái nạp lại những cái năng lực mà chúng ta đã bị mất đi trong cái quá trình mà chúng ta phục vụ Chúa trước đó. Chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay smartphone, cái công nghệ smartphone rất là phát triển hiện đại. Đó là ngày nay đó, để sạc điện thoại của chúng ta không cần phải gắm dây sạc vào trong cái đuôi của điện thoại nữa. Có những loại điện thoại ngày hôm nay người ta sử dụng những cái đế sạc không dây, chỉ cần mà điện thoại của chúng ta mà có hết pin á, chúng ta để lên cái đế sạc đó là tự động cái điện năng nó sẽ đi vào trong điện thoại trực tiếp luôn, không cần qua một cái sự cắm hay là không cần qua một cái lỗ cắm nào cả. Và tôi có thể hiểu rằng là ngày hôm nay cái công nghệ nó phát triển như vậy, nhưng mà trong vương quốc của Đức Chúa Trời, cái công nghệ này đã có từ xưa rồi. Đó là khi mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta đến ngay cái chỗ Chúa hiện diện đó, cái chỗ mà chúng ta cần cầu nguyện, quỳ gối cầu nguyện đó, chúng ta quỳ gối xuống là ngay lập tức quyền năng của Chúa sẽ đến tái nạp cho đời sống của chúng ta. Trong sự cầu nguyện tiếng mới, trong sự cầu nguyện tương giao với Chúa, tâm linh của chúng ta sẽ được kết nối với nguồn quyền năng vô hạn của Chúa và chúng ta sẽ được thêm sức, chúng ta sẽ được đầy biên trở lại trong thuộc linh của chúng ta. Amen. Cho nên bất cứ khi nào quý vị cảm thấy mệt mỏi, quý vị cảm thấy ngã lòng, quý vị cảm thấy mình cần được thêm sức, hãy cầu nguyện tiếng lạ, hãy cầu nguyện trong tiếng mới, ngôn ngữ thiên đàng mà Chúa ban chúng ta, để cho chúng ta có được một năng lực tươi mới. Mình càng đi với Chúa, sức lực càng lần thêm. Và chúng ta không bao giờ cảm thấy bị kiệt sức, chúng ta không bao giờ cảm thấy bị mệt mỏi quá mức, bởi vì Chúa là đấng thêm sức kịp thời chúng ta trong những lúc mà chúng ta có cần. Qua ân tứ tiếng lạ và thông giải mà chúng ta có thể soi sáng, có thể kêu gọi, có thể an ngủ khích lệ, gây dựng hội thánh của Chúa. Mặc dù chức vụ ân tứ nói tiếng lạ phải luôn đi theo bằng ân tứ thông giải, nhưng mà ngôn ngữ cầu nguyện của chúng ta thì không cần. Nhưng mà nếu chúng ta cần thì điều đó, tức là cái sự thông giải nó sẽ có thể xảy ra. Rồi chúng ta xem một số câu thánh nói về tiếng lạ ở đây. Chúng ta xem ở trong Côrintô nhất đoạn 12. Côrintô nhất đoạn 12 câu thứ 27 cho đến 31. Xin mời mọi người đọc ạ. Và anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần ấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy thông giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thầy là sứ đồ sao? Cả thầy là tiên tri sao? Cả thầy là thầy giáo sao? Cả thảy đều là làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Amen. Amen. Yeah. Chúng ta thấy rằng là ở đây, trong cái mạch văn này, trong thượng văn á, thì Phaolô ông đang nói về thân thể của Đấng Christ, có những cái chi thể và cũng như có những chức vụ, ai riêng phần đó. Rồi ông bắt đầu rằng là thứ nhất, Chúa ngài lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ nè, chức vụ sứ đồ, thứ nhì đó là đấng tiên tri nè, cũng là một chức vụ tiên tri, thứ ba đó là chức vụ giáo sư, là thầy giáo, tiếp theo nữa thứ tư đó là chức vụ làm phép lạ, thứ năm đó là chức vụ chữa bệnh, thứ sáu đó là chức vụ cứu giúp hay là giúp đỡ, thứ bảy đó là chức vụ cai quản hay là quản trị, chức vụ thứ tám đó là chức vụ nói các thứ tiếng. Ở đây tất cả đều là chức vụ chứ không phải là ơn tứ thánh linh nữa, quý vị. Chúng ta cần phải phân biệt rõ điều này. Có nhiều người họ
căn cứ vào trong câu thánh này, họ nói như thế này, đó là có phải cả thảy đều nói tiếng lạ sao? À, khi mà họ bước chân vào trong họ các hội thánh ân tứ thấy rằng ai cũng nói tiếng lạ hết. Và họ nói rằng là ủa, Kinh Thánh đâu có nói rằng là tất cả đều nói tiếng lạ đâu. Anh chị em ở đây sai rồi. Anh chị em ở đây là mình làm không đúng rồi. Kinh Thánh nói rằng là nói tiếng lạ chứ có một số người nói tiếng lạ thôi. Xin thưa rằng là chúng ta phải hiểu được cái câu này đang được chép ở trong cái bối cảnh đó là Phao-lô ông đang đề cập đến chức vụ nói tiếng lạ. Chức vụ nói tiếng lạ và ơn tứ nói tiếng lạ là hai điều hoàn toàn khác nhau. Chức vụ nói tiếng lạ đó là một cái chức vụ hẳn hoi mà Chúa Ngài ban cho cái người đó có cái ơn để có thể nói một cái thứ tiếng ngoại quốc. Tôi ví dụ, chẳng hạn tôi là người Việt Nam, nếu mà Chúa ban cho tôi có cái chức vụ nói tiếng lạ thì tôi có thể nói tiếng Đức hoặc là nói tiếng Pháp hay là nói tiếng Tây Ban Nha gì đó. Nếu mà Chúa Ngài muốn, Chúa Ngài sẽ cho tôi có thể nói được cái ngôn ngữ ngoại quốc đó. Mà trước đây tôi chưa bao giờ tôi học. Nhưng mà Chúa có thể sử dụng cái chức vụ đó, cái giọng nói đó để có thể truyền bá tin lành cho những người mà tôi không biết tiếng của họ. Trước đây tôi đã từng gặp một cặp vợ chồng giáo sĩ nọ. Người vợ là Trung Quốc và người chồng là người Indonesia. Hai vợ chồng này cưới nhau và qua Trung Quốc để hầu về Chúa. Ông chồng theo người vợ của mình qua Trung Quốc hầu về Chúa. Thì lạ lùng thay là Chúa ngày cho cái người chồng này là người Indonesia đó, vốn không biết tiếng Trung Quốc gì hết, lại có thể nói được cái tiếng Trung Quốc để cùng với vợ của mình truyền bá tin lành ở tại Trung Quốc. Quý vị thấy lạ lùng không ạ? À, đấy là một cái ân tứ chức vụ mà Chúa ban cho con người của chúng ta, để cho chúng ta có thể sử dụng cái chức vụ nói tiếng lạ đó để chúng ta có thể đem những người ngoại quốc trở lại với Chúa. Yeah. Cho nên rằng là chúng ta phải phân biệt được đâu là chức vụ và đâu là ân tứ. Chức vụ thì cần phải có sự thông giải. À, chức vụ cần phải có sự thông giải. Chẳng hạn như bây giờ trong cái trường hợp của cái người mà người chồng người Indonesia nãy tôi có nói ví dụ đó, thì khi mà ông nói tiếng Trung Quốc, ông không hiểu được ông đang nói tiếng Trung Quốc, thì sẽ có người vợ là người thông giải sẽ giải thích cho ông hiểu rằng là ông đang nói cái gì, và có thể giải thích cho những người khác biết. Vậy thì chúng ta thấy là ơn tứ nói tiếng lạ là ân tứ được ban cho tất cả mọi người. Nhưng mà chức vụ nói tiếng lạ thì không phải là dành cho tất cả mọi người. Chức vụ nói tiếng lạ chỉ dành cho một số người mà Chúa Ngài muốn ban cho họ mà thôi. Yeah. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ điều này để chúng ta không có tránh phải một cái sự nhầm lẫn đáng tiếc. Chúng ta lại vô hình chung chúng ta khiến cho ân tứ tiếng lạ của Chúa lại bị kìm hãm. Mà Phao-lô nói rằng là tôi muốn cho hết thảy anh chị em chúng ta đều nói tiếng lạ hết. Đúng không ạ? Yeah, Phao-lô ông nói rằng là tôi ước ao rằng là anh chị em chúng ta có thể nói tiếng lạ được hết. Và tôi ước ao hơn nữa là anh chị em có thể nói tiên tri để gây dựng hội thánh của Chúa. Vậy thì nói tiếng lạ đó là một cái điều mà các sứ đồ và cũng như hội thánh đầu tiên đã từng khuyến khích mọi người có thể nhận lãnh và sử dụng nó theo trật tự mà Chúa Ngài ban chúng ta có ở trong hội thánh của Chúa. Hôm thứ hai vừa rồi thì tôi nhận được một cái tin nhắn của một người nhắn tin cho tôi, nói rằng là mục sư ơi, tôi theo dõi mục sư dạy ở trên trang phòng cầu nguyện toàn cầu, thì tôi hỏi mục sư rằng là làm thế nào để tôi có thể nói tiếng lạ. Cảm ơn Chúa, một câu hỏi rất là dễ thương, rất là chân tình của người chị em này. Và tôi cũng xin trả lời cái câu hỏi này rằng là nói tiếng lạ đó là một ân tứ, một cái sự ban cho siêu nhiên của Đức Thánh Linh, chứ không phải là khả năng tự nhiên của chúng ta có thể nói tiếng lạ được. Và khi Chúa ban cho, tôi có thể sử dụng hoặc là không sử dụng, nó là tùy ý của tôi. Nhưng mà trước hết chúng ta phải nhận lãnh nó từ nơi chính Chúa ban cho chúng ta. Tôi không thể nào tập Chúa quý vị nói tiếng lạ được, đúng không ạ? Nếu Chúa không ban cho thì quý vị không thể nói tiếng lạ được. Nhưng mà khi Chúa cho chúng ta món quà ân tứ này rồi thì chúng ta có thể sử dụng nó tùy ý của chúng ta, tại nhà riêng hoặc là tại trong hội thánh. Vậy thì để chúng ta có thể nói tiếng lạ được thì chúng ta cần phải trước hết nhận lãnh sự báp têm Thánh Linh của Chúa. Sự báp têm Thánh Linh của Chúa đó là một kinh nghiệm hết sức phước hạnh
cho những người đã tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Khi Thánh Linh của Chúa ngài đến cho chúng ta, thì chúng ta sẽ đầy dẫy Thánh Linh của Chúa. Báp tên Thánh Linh của Chúa ngài đến cho chúng ta và chúng ta sẽ đầy dẫy Thánh Linh của Chúa. Và dấu hiệu để chúng ta biết được Thánh Linh của Chúa đầy dẫy đó là nói tiếng lạ, nói tiếng mới. Bởi vì trong đa số những trường hợp mà khi Thánh Linh của Chúa ngài giáng xuống trên những thánh đồ, trong thánh đầu tiên, thì đều có những dấu hiệu đó là nói tiếng mới. Rồi chúng ta xem nha, một số câu thánh nói về việc này. Ở trong sách Công Vụ, đoạn thứ 19, câu thứ 7, và xin mời một người đọc Công Vụ Sứ Đồ đoạn 19 từ câu 1 cho đến câu thứ 7. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đã đi khắp những miền trên rồi xuống thành Epheso, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng, từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi, vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Trả lời rằng, phép báp têm của Giăng. Phaolô bèn nói rằng, Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội mà truyền dặn, truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giêsu. Chúng tôi nghe bấy nhiêu lời bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giêsu. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri. Cộng hết thảy độ 12 người. Amen. Amen. Dạ, cảm ơn chị. Ở đây Kinh Thánh nói rằng là Phaolô ông xuống thành Ê-phê-sô và ông hỏi những môn đồ đó rằng là từ khi anh em tin có lãnh được Đức Thánh Linh không? Thì họ trả lời rằng là chúng tôi chưa nghe có Đức Thánh Linh nào hết. Vậy thì anh em đã chịu phép tên nào? Họ trả lời rằng là phép báp tên của Giăng, tức là phép báp tên bằng nước. Vậy thì chúng ta thấy rằng là sau khi chịu phép báp tên bằng nước thì vẫn chưa có Thánh Linh của Chúa ngài tuôn đổ xuống trên đời sống của những người này. Họ chưa nói tức là được. Họ chưa nhận lãnh báp tên Thánh Linh của Chúa được. Và thế là sau khi mà Phaolô đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng. Dấu hiệu nào, bằng cớ nào mà chúng ta thấy được Thánh Linh của Chúa giáng xuống à? Cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri. Vậy thì cái dấu hiệu nói tiếng mới hoặc là nói tiếng ngoại quốc, nói tiếng lạ đến khi chúng ta được báp têm Thánh Linh của Chúa. Rồi, ví dụ thứ hai được chép ở trong sách Công Vụ đoạn thứ 10. Công Vụ các sứ đồ đoạn thứ 10 từ câu 44 cho đến câu thứ 45 và 46. Khi Phi-rơ đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép các bì là những kẻ đồng đến với Phi-rơ đều lấy làm lạ vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Đây là trường hợp của Cọc Nay và cả nhà của ông. Khi Thánh Linh của Chúa đổ xuống, đang khi họ nghe tin lành từ Phi-rơ thì các tín đồ họ đã nhận được cái sự ban cho của Đức Thánh Linh. Bằng cớ đó là những người tín đồ xung quanh đó nghe những người này nói tiếng ngoại quốc và ngợi khen Đức Chúa Trời trong ngôn ngữ tiếng lạ. Chúng ta thấy rằng là khi mà Thánh Linh của Chúa đổ xuống luôn luôn có dấu hiệu đó là ngôn ngữ tiếng mới được ban cho. Cho nên để trả lời cho cái câu hỏi của người chị em vừa rồi thì chúng ta hãy đến với một cái trải nghiệm đó là được báp têm Thánh Linh của Chúa. Nếu chúng ta khao khát được Thánh Linh của Chúa ngày thăm viếng, tôi xin quý vị hãy tìm lại những cái video clip ngày hôm qua tôi có hướng dẫn cho anh chị em chúng ta, những ai chúng ta khao khát cái cách để làm thế nào chúng ta có thể đến và chúng ta xin Chúa Giêsu, ngài chính là đấng là báp têm chúng ta bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, ngài sẽ đến cho chúng ta. Và ngày hôm qua đã có những người đã nhận lãnh được cái sự ban cho của Chúa Thánh Linh, đã có người được nói tiếng mới trong lúc mà cầu nguyện như vậy. Và tôi cam đoan quý vị rằng là những lời mà tôi giảng ở đây đều là lời của Đức Chúa Trời. Và lời của Đức Chúa Trời thì có giá trị mang tính đời đời. Nó không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Nó không bị cũ kỹ, thưa quý vị. Cho dù ngày hôm qua tôi đã giảng rồi, nhưng mà nếu hôm nay và ngày mai quý vị mở lên và quý vị nghe, thì quý vị vẫn sẽ nhận được cái phước hạnh. Giống như là thể rằng là lời đó đang sống động trong hiện tại mà quý vị đang nghe vậy. Hãy tin, thưa quý vị. Hãy tin, lời của Chúa không cũ đâu. Chúa nói rằng là trời đất qua đi, nhưng mà lời của ta phán không bao giờ qua đi. Một chấm một nét trong lời của Chúa không bao giờ qua đi. Cho nên rằng là nếu quý vị nào muốn được báp têm Thánh Linh thì hãy lục lại ở trong cái nguồn tư liệu của phòng cầu nguyện toàn cầu để quý vị có thể được
hướng dẫn và làm theo. Tôi tin rằng là Thánh Linh của Chúa Ngài sẽ đổ xuống ở ngay tại chỗ quý vị đang 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 cầu nguyện với Chúa, tại nhà riêng của quý vị. Rồi chúng ta tiếp tục với một cái ví dụ cuối cùng ở trong cái chỗ nói tiếng lạ này. Đó là công vụ đoạn 2 câu 6 cho đến câu 8. Công vụ đoạn 2 câu 6 cho đến câu 8. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng sứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng hết thảy người nói đó há chẳng phải là người Galilê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sinh đẻ? Amen. Dạ, cảm ơn chị. Vậy thì khi mà Thánh Linh của Chúa đổ xuống trên phòng cao trong ngày lễ cuối tuần, trên các môn đồ đó, thì cái tiếng cầu nguyện đó rất là lớn, đến nỗi mà nó vang ra khắp cả Jerusalem thời bây giờ, và dân chúng họ chạy đến. Họ sững sờ bởi vì nghe các thánh đồ đang nói tiếng xứ mình, tức là nói tiếng ngoại quốc. Và tất cả mọi người ở đó, người xứ Bông, xứ Asi, xứ Bithyni, khắp các xứ khác, có thể nghe và hiểu được là các môn đồ đang nói những sự cao trọng của Chúa Trời. Thì đây là ân tứ nói tiếng lạ, ân tứ nói tiếng ngoại quốc. Rồi chúng ta nói về sự thông giải tiếng lạ. Ân tứ thông giải tiếng lạ, mục đích đó là nhằm đem đến sự thông hiểu cho một lời khó hiểu nào đó. Người này hoạt động trong ân tứ thông giải cần phải có sự cầu nguyện để xin Chúa Ngài cho mình có lời thông giải, chứ mình không thể thông giải theo ý riêng. Thông giải tiếng lạ không có nghĩa rằng là mình phiên dịch, không phải là một cái sự phiên dịch tự nhiên giống như là một cái người thông dịch viên từ tiếng Anh qua tiếng Việt, không phải như vậy. Nhưng mà đây là một cái ân tứ mà Chúa ban cho, và chúng ta muốn hoạt động trong ân tứ này, chúng ta cần phải cầu xin Chúa Ngài ban cho chúng ta. Đây là ân tứ duy nhất không thể hoạt động một mình. Tức là để cho tôi có thể thông giải tiếng lạ thì bắt buộc phải có một cái người nói tiếng lạ thì tôi mới thông giải được, đúng không ạ? Và tôi phải lệ thuộc, tôi phải bị động vì cớ cái người đó. Chứ tôi không thể nào mà mình chủ động để mình hoạt động ân tứ này, trong khi đó không có ai nói tiếng lạ thì làm sao tôi thông giải đây. Đây là ân tứ duy nhất không thể hoạt động một mình. Nó cần phải đi chung với lại ân tứ nói tiếng lạ. Rồi có hai lý do tạm chấp nhận được khi không có sự thông giải theo sau sứ điệp tiếng lạ. Tức là mình nói tiếng lạ nhưng mà không có ai thông giải đó, thì có hai lý do. Lý do thứ nhất đó là không ai có ân tứ thông giải ở đó. Chúng ta biết rằng là không phải hội thánh nào cũng có cái ân thông giải đâu. Và nếu mà giả sử có ai đó nói tiếng lạ mà hội thánh mà không có người có ân thông giải tiếng lạ thì đành phải chịu thôi, đúng không ạ? Nhưng mình cũng không thể cấm được cái người nói tiếng lạ kia. Tại vì chỉ vì là hội thánh không có cái người thông giải, cho nên là cái người mà được Chúa thôi thúc nói tiếng lạ đó, họ bắt buộc họ phải nói mà không thể thông giải được. Rồi thứ hai nữa đó là người nói đơn giản chỉ là muốn tán dương Đức Chúa Trời và không cần có lời thông giải. Đây là một cái trải nghiệm hết sức đặc biệt trong sự thờ phượng Chúa. Có thể rằng là tôi muốn tán dương Chúa và không cần có một cái người nào thứ ba để hiểu được tấm lòng của tôi với Chúa. Thì tôi có thể tôi nói tiếng lạ và tôi tôn cao Chúa, tôi hát tiếng mới, tôi thờ phượng Chúa trong Thánh Linh của Chúa như vậy. Thì đó là cái điều có thể tạm chấp nhận được. Sự thông giải có thể đến bằng hai cách thức. Thứ nhất đó là người thông giải nói lời Chúa. Và thứ hai đó là người đó có thể nhìn và nói ra qua sự thấy. Vậy thì chúng ta thấy rằng là sự thông giải nó cũng phải phù hợp với lời của Chúa. Không thể nào mà thông giải theo ý của mình hoặc là theo cái sự suy đoán của mình, nhưng mà bắt buộc phải có sự hỗ trợ của lời Chúa. Và nếu mà chúng ta thấy những cái lời thông giải mà nó không đúng với lời của Chúa đó, thì chúng ta có thể dẹp nó qua bên, chúng ta không màng đến nó được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là để có thể thông giải được thì người thông giải phải nói lời Chúa, tức là phải nói theo, căn cứ theo lời của Chúa.
Thứ hai nữa là người đó có thể nhìn thấy ở trong xiển thấy, có thể Chúa ngài mặc khải bày tỏ trong khải tượng. Có những lúc mà tôi cũng thấy được trong khải tượng có những cái sự vận hành siêu nhiên. Ví dụ mà lần nọ khi tôi đang hướng dẫn thờ phượng Chúa thì tôi nhìn thấy có một tôi tới Chúa cầu nguyện cho một cái người bại, một cái người què, và cái người này đứng dậy được tức khắc, và mọi người trong hội thánh đều được phước, đều rất là phấn khởi qua phép lạ này. Và khi mà tôi thấy điều đó, tôi nói ở trong hội thánh của Chúa rằng là tôi thấy có một khải tượng, đó là Chúa ngài sẽ phục hưng hội thánh của Chúa, và Chúa dùng mục sư đó để mà cầu nguyện cho người bại, cho người què đứng dậy được. Và cảm ơn Chúa rằng là mục sư tổng quản nhiệm của tôi đã xác nhận lại sau đó vài tháng rằng là Chúa đã sử dụng, có sử dụng một mục sư để cầu nguyện chữa lành cho một cái người bị què chân được đứng dậy. Thật sự đúng theo cái khải tượng đó. Trong lúc chúng tôi đang cầu nguyện tiếng lạ thì chúng tôi thấy cái chúng tôi nói tiếng lạ như vậy, có thể chúng tôi không hiểu được, nhưng mà Chúa ngài cho tôi có một cái khải tượng, có một sự hiện thấy như vậy, và khi tôi nói ra thì đó cũng là một cái dạng thức của sự thông giải tiếng lạ. Và sự thông giải tiếng lạ cần phải có một lượng đức tin đúng mực. Rồi một vài lẽ thật về việc chúng ta sử dụng ân tứ. Sự hiểu lầm về tiếng lạ là điều không nên có ở nơi có kẻ không tin hoặc là những người không nói tiếng lạ. Có nhiều người nghĩ rằng là trong một buổi nhóm mà có nhiều người mà chưa tin Chúa, họ đến họ thờ phượng Chúa với chúng ta, thì chúng ta tốt nhất là mình đừng có nói tiếng lạ để tránh gây vấp phạm cho họ. Đây cũng là một cái sự hợp lý, nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong chân lý của Chúa thì chúng ta hãy cần hoạt động một cách khôn ngoan và khéo léo hơn. Chúng ta xem lời Chúa nói như thế nào trong trường hợp này nha. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 22. Thế thì các thứ tiếng là một dấu chẳng cho người tin Chúa, xong cho người chẳng tin, còn như lời tiên tri là một dấu chẳng cho người không tin, xong cho người tin Chúa. Vậy thì các thứ tiếng hay là nói tiếng lạ đó là một dấu cho người tin Chúa hay không tin Chúa cho người chưa tin, đúng không ? Nhưng mà lời tiên tri thì là dành cho người đã tin Chúa rồi. Có khi có những người chưa tin Chúa, họ bước vào trong hội thánh của chúng ta, họ tìm hiểu Chúa thôi, thì họ nghe có những cái lời trong ngôn ngữ tiếng mới mà Chúa ban chúng ta. Và thinh linh thì họ bắt đầu họ thấy, họ nghe được có những cái sự mặc khải bày tỏ qua cái ngôn ngữ tiếng lạ đó. Và họ nói, ủa tại sao mà anh chị lại biết được cái chuyện quá khứ của tôi vậy? Làm sao mà anh chị có thể biết được cái cuộc đời của tôi như vậy? Và thế là họ được bắt phục rằng là Chúa có thật ở trong hội thánh của chúng ta. Đó là cái tác dụng của ngôn ngữ tiếng mới. Đó là dành cho cái người chưa tin Chúa. Cho nên là chúng ta cần phải thay đổi cái quan điểm của chúng ta rằng là có người chưa tin Chúa vào, cho nên là mình hạn chế mình nói tiếng mới. Nhưng mà Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là cái dấu này, tức là thứ tiếng, đó là một dấu dành cho những người chưa tin. Chúng ta cứ dạng dĩ. Nhưng mà trước khi chúng ta hoạt động trong tứ này, chúng ta cần phải xin phép những người mới tin Chúa đó, rằng là xin phép anh chị em hãy để cho thánh của chúng tôi được cầu nguyện trong tiếng mới. Bởi vì đây là lúc mà chúng tôi sẽ thờ phượng Chúa, sẽ được cầu nguyện với Chúa trong 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 ân tứ của Chúa ban cho. Nếu anh chị em không hiểu, anh chị em có thể ngồi đó hãy chờ đợi chúng tôi. Và khi chúng ta giải thích như vậy một cách nhẹ nhàng thì họ có thể dễ dàng tiếp nhận những điều chúng ta đang thờ phượng Chúa. Còn nếu chúng ta không giải thích trước á, có thể họ bị sốc, có thể họ sẽ bị căng thẳng và lo sợ, không biết là những người này đang nói cái gì. Nhưng mà nếu chúng ta nói trước cho họ biết, họ sẽ dễ dàng để mà ngồi đó để chờ chúng ta. Và đang khi chúng ta nói tiếng mới như vậy thì có thể lắm có những cái sự bày tỏ mà Chúa bày tỏ ra với họ. Rồi khi chúng ta sử dụng ân tứ thì chúng ta hãy dạng dĩ.
và hãy sẵn lòng khi bị sửa sai, hãy giản dị. Và nếu mà chúng ta có hoạt động sai đó, Chúa Ngài sẽ khiến cho cái người mục sư địa phương có một cái uy quyền để tiếp tục hay là ngừng lại. Và chúng ta cần phải tôn trọng cái người có cái uy quyền trong thuộc linh của Hội Thánh. Nếu mà chúng ta có hoạt động sai, chúng ta cần phải lắng nghe. Chẳng phải lắm. Chẳng chuyên gia bảy bài. Bắt đầu chợ. Dạ, xin quý vị hãy tắt cái tiếng của mình à. Anh Sang á, tắt tiếng. Chúng ta cũng học hơi trễ cho nên là chúng ta sẽ chịu khó, chúng ta đi cùng với tôi hơn nửa tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ hết những cái cu bài này. Nhớ quý vị nghe, tại vì chúng ta cũng bắt đầu trễ, lúc 2 giờ thì chúng ta mới bắt đầu. Cho nên bài chúng ta thì chỉ còn có đúng một bài nữa thôi thì chúng ta sẽ kết thúc rồi. Quý vị cố gắng cùng với tôi nha. Khi chúng ta thăm viếng một hội thánh bạn, tức là một hội thánh khác đó, thì Chúa Ngài sẽ không dùng chúng ta để nói tiên tri hoặc thông giải ở đó đâu. Ngài sẽ sử dụng người mục sư ở tại hội thánh đó. Tức là Ngài tôn trọng cái uy quyền, cái chủ quyền của hội thánh đó. Cho nên đôi khi chúng ta giống như là mình bị lạm dụng ân tứ quá mức, rồi chúng ta quên mất đi cái vai trò của cái người lãnh đạo địa phương ở đó. Rồi chúng ta hoạt động, rồi chúng ta nói tiên tri. Bây giờ tôi chưa nói rằng là cái việc chúng ta nói đúng hay nói sai, nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta cần phải tôn trọng cái uy quyền của cái người mục sư tại đó. Chúng ta phải xin phép họ. Mục sư ơi, bây giờ mục sư muốn tôi chia sẻ lời Chúa xong, tôi cầu nguyện cho hội thánh, hay là mục sư sẽ cầu nguyện cho hội thánh? Chúng ta phải hỏi họ trước, phải xin phép họ trước. Rồi nếu họ đồng ý thì chúng ta sẽ cầu nguyện và chúng ta sẽ nói tiên tri, hoặc là chúng ta sẽ thực hành nhân từ đó. Còn nếu không, chúng ta không có hỏi trước đó. Chúng ta giảng xong rồi chúng ta cầu nguyện rồi chúng ta nói tiên tri thì có thể lắm là cái người mục sư địa phương đó không hài lòng, bởi vì chúng ta chưa có xin phép họ hoặc là chúng ta chưa hỏi ý kiến của họ. Đây là một cái trật tự mà chúng ta cần phải có trong thuộc linh để cho chúng ta có được một cái sự tôn trọng từ những tôi tớ Chúa khác. Khi mà chúng ta tôn trọng người khác thì chúng ta cũng sẽ nhận lại được cái sự tôn trọng nhiều hơn từ nơi chính họ. Rồi, cảm ơn Chúa, chúng ta đã vượt qua được chủ đề thứ 12 và bây giờ chúng ta sẽ đến chủ đề 13, chủ đề cuối cùng của ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa, đó là làm